Phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Do vậy, việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới luôn được cấp ủy các cấp đặc biệt chú trọng. Vinh dự tự hào là cảm nhận của chị Lùng Thị Lan khi được đứng dưới đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để đọc lời tuyên thệ trong lễ kết nạp vào ngày 11 tháng 2 vừa qua. Đây cũng là kết quả từ sự chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên mới của cấp ủy cơ sở. Hôm nay thì tôi rất là vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng. Và trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực tham gia các tổ chức hội, các đoàn thể, không vi phạm 19 điều lệ của đảng viên, tiếp tục vận động nhân dân, phát triển kinh tế, thực hiện tốt các đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Năm nay chúng tôi sẽ phấn đấu ít nhất là kết nạp 14 đồng chí quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến nay thì cũng đã có hơn 20 quần chúng đã được lựa chọn giới thiệu đi học các tỉnh đảng. Ngay từ đầu năm chúng tôi cũng đã hoàn chỉnh 3 bộ hồ sơ gửi về ban tổ chức huyện ủy để xem xét kết nạp. Năm 2022, huyện Bát Sát đặt mục tiêu kết nạp mới 300 đảng viên trở lên. Ngay trong tháng 2 này, toàn huyện đã kết nạp 22 đảng viên mới, đồng thời tổ chức cho 122 thanh niên ưu tú là những tân binh mùa tuyển quân năm 2022 được bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng. Chúng tôi đã có những hướng dẫn cũng như là chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở là tập trung tuyên truyền và thông qua các hoạt động của các tổ chức hội thì phát hiện các nhân tố mới, đặc biệt là các lớp thế hệ thanh niên trẻ, các em học sinh vừa mới ra trường trung học phổ thông cũng như là các trường cao đẳng hoặc là đại học, giới thiệu cho các chi bộ cũng như đảng bộ cơ sở để phát triển tạo nguồn cho đảng. Năm 2021, Lào Cai kết nạp mới trên 2.000 đảng viên, đạt 106% kế hoạch. Nhận thức rõ về ý nghĩa quan trọng của việc phát triển đảng viên mới, nên việc tạo nguồn được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm. Ngoài phát triển đảng viên ở nông thôn, chúng ta sẽ tập trung những giải pháp để phát triển đảng trong lực lượng học sinh, sinh viên, nhất là các trường chuyên nghiệp trên địa bàn. Thế rồi là phát triển đảng ở khu vực kinh tế tư nhân, rồi là chúng ta tập trung vào các đoàn thể để chúng ta vận động để các hội viên nguồn phát triển vào đảng trong thời gian tới. Đảm bảo số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp, các cấp ủy cũng quan tâm đến những phản hồi từ quần chúng nhân dân để những đảng viên mới thực sự là những người ưu tú.